Cuộc chiến đã vũ trụ đã dần đi đến hồi kết, lúc này Super Fu đã hấp thụ toàn bộ được thần thụ của vũ trụ, mặc dù ở thân hình trẻ con nhưng hắn có lẽ đã trở thành kẻ mạnh nhất. Đối đầu với hắn chính là hai Goku từ hai các dòng thời gian khác nhau. Họ đã được ban tặng sức mạnh từ Kaioshin Zona, nguồn hào quang sắc vàng bao quanh cơ thể là biểu thị cho điều đó. Không còn thời gian để chần chừ nữa, hai người đều sử dụng đến đòn tất sát, Super Fu tạo ra những trường năng lượng để phòng thủ, hắn rất tự tin về sức mạnh hiện tại của mình. Đòn Kamehameha kết hợp bắn thẳng tới xuyên thủng tất cả rào chắn và khiến Fu phải chịu sát thương, tuy nhiên vẫn chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục hắn hoàn toàn, Kaioshin Zona phải khiếp sợ. Vì nguồn năng lượng của Fu, hắn không quan tâm những lời cô nói, tất cả những gì Fu làm là muốn lật đổ đấng toàn năng Zeno-sama, sau đó tái cấu trúc lại vũ trụ. Trước hết hắn sẽ xóa sổ những tên cản đường láo toét trước mắt. Bằng quyền năng của mình, Fu hấp thụ toàn bộ năng lượng thần thụ thêm một lần nữa. Nguồn ki màu tím này chính là những năng lượng tà ác từ khắp các đa vũ trụ. Xeno Goku nhanh chóng chịu đòn tấn công của hắn. Nhân cơ hội Goku Blue dịch chuyển phía sau tóm lấy năng lượng hắc ám, cậu vô tình hấp thụ chúng vào trong cơ thể phẩy một cảm giác đau đớn đến khó tả, nhưng cả rốt sẽ không để ý chí của mình bị đánh bại. Cậu đã đồng hóa toàn bộ năng lượng hắc ám trở thành God Ki, điều này làm Fu rất bất ngờ, hắn tự tin rằng chỉ có hắn mới sử dụng được sức mạnh này thôi. Cú đấm của Fu bị đỡ lại dễ dàng, Goku lao tới giã hắn như một cái mền rách, có thể nói sức mạnh của cậu đã đạt tới đẳng cấp thiên sứ khi hấp thụ toàn bộ năng lượng thần thụ. Đây sẽ là đòn kết liễu dành cho kẻ có dã tâm khá hủy vũ trụ 7. Phu tạo quả cầu năng lượng khổng lồ, cả hai tùng đòn tất sát đối chiến với nhau, với sức mạnh tình bạn và ao ra nhân vật chính. Cuối cùng Goku đã xuyên thủng đòn tấn công, tiêu diệt Phu một lần và mãi mãi. Trận chiến bảo vệ đa vũ trụ đã kết thúc, chim thời gian đã đưa Vegeta quay trở lại. Và thần thụ đã bị cạn kiệt năng lượng, trở thành cái cây khô Kyo-eo. Sau khi bảo vệ thành công vũ trụ khỏi dã tâm của Phu, Goku lại trở về làm anh nông dân chăm chỉ, ngày đi làm nông tối về học võ. Tuy nhiên có một kẻ lạ xuất hiện, hắn nói rằng cà rốt được mời tham gia đại hội tỉ thí siêu không thời gian. Riêng về khoản đấm nhau thì ông nhõi hứng thú lắm, ngay sau đó cậu được dịch chuyển tới thế giới hư không này, bên cạnh đó những chiến binh Z của trái đất cũng được tham dự. Hit và Jizen là hai đối thủ từng chạm trán với Goku tại giải đấu sức mạnh 12 vũ trụ, hơn nữa còn có sự góp mặt của kẻ bị chế mim nhiều nhất là Yamcha-sama. Các bánh răng xung quanh đột ngột di chuyển ở đại hội tỉ thí siêu không thời gian này. Có vô số chiến binh từ mạnh đến yếu từ các chiều không gian khác nhau được mời đến, luật thi đấu được phổ cập, tất cả các chiến binh sẽ chiến với nhau để tranh giành các tinh binh này, đội nào có được sẽ giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn về cuộc chiến này nhưng mọi người đã bị dịch chuyển đến nhiều chiến trường khác nhau. Ngay lập tức Goku bị một kẻ tấn công, đó không ai khác chính là Senno Goku, hai người chưa từng có cuộc so tài nào kể từ khi gặp nhau, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để phân tài cao thấp. Chưa dứt câu thì có nhiều kẻ khác cũng rình rập phía sau, cả hai sẽ hạ mấy đứa cản đường trước khi tần nhau một trận ở Nam Cực. Trăng bất ngờ gặp lại người đã trao cho mình thanh kiếm thần, hắn là Tabion. Kẻ từng xuất hiện trong mạch ngoại truyện, thậm chí Super Broly cũng được xét kèo với kẻ mạnh nhất Jizan, cuộc chiến này có quy mô rất lớn. Cô gái này từng là một Kaioshin, chính là kẻ đã tạo ra trận chiến đa thời không. Liệu ả có kế hoạch cũng như âm mưu gì lại mang tất cả các chiến binh mạnh mẽ từ khắp đa vũ trụ đến với nhau đây? Lúc này Yamcha đang bị Frieza truy đuổi, thật đen đủi quá mà. Ở các chiến trường khác, mọi cuộc đối đầu đều diễn ra căng thẳng, đa phần họ là những bại tướng dưới tay Son Goku. Mặc dù cà rốt đã đánh bại được lũ người áo đen, tuy nhiên Senno Goku cần một việc quan trọng phải làm, đó là anh phải điều tra về kẻ tạo ra trận chiến này, cựu Kaioshin Eos. Chắc chắn ả ta đang có mưu đồ gì đó liên quan tới đa vũ trụ. Đâu đó tại rừng Amazon, Yamcha phải núp lùm thần trưởng mới thoát được sự truy đuổi của Frieza, anh vô tình cụng đầu vào thứ gì đó. U là trời, thật không ngờ nó lại chính là tinh linh mà các chiến binh cần tìm để giành chiến thắng. May mắn này để đâu cho hết đây ha ha. Đội giành chiến thắng ngay lập tức trở về đại sảnh, Yamcha gánh còng lưng luôn ấy chứ. Nhóm của Senno Goku cũng bắt được tinh linh, hai Son Goku hẹn một ngày tái đấu không xa, hiện tại chỉ có 3 tinh linh cũng như có 3 đội chiến thắng trong vòng đầu tiên. Điều này có nghĩa những team còn lại sẽ bị xóa sổ khỏi không thời gian, tên bí ẩn này là quả am hiểu tường tận giải đấu này như vậy, hơn nữa xung quanh hắn có chứa nguồn ki hắc ám. Việc xóa sổ các chiến binh khác nằm ngoài dự tính của nhóm Senno Goku, trang hóa Super Saiyan. Cậu nhất định sẽ ngăn chặn dã tâm của cựu Kaioshin Eos, tên trùm đầu bí ẩn không muốn trêu đùa với các chiến binh nữa, hắn lao tới tấn công Trang. Hắn tự nhận mình là thuộc hạ của cựu Kaioshin Eos, thứ sức hắc ám này cũng được chính cô ta ban cho. Trang tạo một đòn năng lượng khổng lồ. Cậu sẽ kết liễu hắn ngay tại đây, tuy nhiên thứ gì đó đã làm hai đòn ki bị ngưng lại. Kẻ có thể làm được điều này chính là Eos. À ta đẩy hai quả cầu vào chiều không gian khác nhau, liệu sức mạnh của Eos lớn cỡ nào đây, cô ta vẫn còn quá bí ẩn.
Trên tay của ả là một cuộn thời không, thiêu đốt nó cũng tương đương với việc xóa sổ cả dòng thời gian đó. Ả ta muốn các chiến binh còn lại phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi người đã bị dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau, nơi có nhiều những kẻ mà họ đã từng chạm trán. Ông cháu giam cha này thì chả biết đây là đâu, nhưng kẻ áo đen nói rằng chỉ cần họ bắt được tinh linh này thì cuộc chiến sẽ kết thúc. Sau đó họ sẽ đến gặp Eosama, cô ta ở vị trí trung tâm giữa các không gian này. Nói đơn giản, chỉ cần đánh bại được kẻ áo đen thì mọi chuyện sẽ kết thúc, mà kẻ áo đen này thực ra là một cô gái loli. Cô ta có thể tạo ra những chiến binh bằng băng tuyết, không chần chừ cả Vegeta và Hit đều nhắm vào ả loli. Ở diễn biến khác, Goku và Jiren kết hợp cùng nhau, kẻ đối đầu với họ chính là Bardock, người cha ruột thịt của Dolakanadazot. Hơn thế, ông ấy còn được ban sức mạnh bởi ngọc rồng hắc ám. Ngay lập tức Bardock tiến lên dạng siêu Saiyan cấp 3, Goku cũng hóa bản năng vô cực ngầu bá cháy. Trận này Kazot sẽ tự mình giải quyết, không cần Jiren nhúng tay luôn, cậu cũng chưa hề biết đối thủ trước mặt chính là người cha của mình. Bằng một cách nào đó ông ta đã sống sót và được dịch chuyển đến đây, dứt lời thì hai người lao vào đối chiến với nhau. Lúc này Loli đang một mình cân hết những chiến binh còn lại. Phân thân xanh lá của ả cũng rất mạnh mẽ, cô ta có thể tạo ra băng tấn công giam cha và chặn được đòn ki của Vegeta, hết giờ giỡn chơi rồi. Dao gồng cơ nách hít cơ mông, tung đòn Final Flash cực lớn, xuyên thủng lớp rào chắn của Loli. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bên này Hit đã khống chế được Loli, tuy nhiên giam cha đã giải cứu cô ấy. Mặc dù yếu đuối cá chuối nhưng anh không muốn một cô gái xinh đẹp như vậy ngủm củ tỏi, Hit không quan tâm, hắn định khử luôn giam cha. May mắn khi thanh niên được Loli bảo vệ, cô ta đã bị cảm nắng bởi hành động vừa rồi của giam cha. Tại diễn biến khác, cuộc chiến giữa Bardock và Son Goku chuẩn bị đi đến hồi kết. Bardock sử dụng toàn bộ sức mạnh mà rồng thần hắc ám mang lại, tạo một đòn ki để đối chiến với chiêu Kameha của Kazot với sức mạnh của bản năng vô cực. Goku đã dễ dàng đánh bại được Bardock. Trong căn phòng thời gian, hai Kaioshin tiền nhiệm và đương nhiệm đã gặp mặt nhau, việc Eos đang làm khiến cho vô số dòng thời gian bị xóa sổ. Kaioshin Zona muốn ngăn chặn ả ta, Eos đưa những dòng thời gian vào trong một chiếc hộp, sau đó cả hai người dịch chuyển ra bên ngoài. Ả muốn dạy dỗ Zona một bài học nhớ đời, rằng đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác. Kaioshin Eos hóa thân thành trạng thái nguyên thủy. Zona cũng tương tự, ả ta bắn đòn năng lượng cực lớn tấn công Zona. Đương nhiên với một người yếu đuối như con cá chuối, Kaioshin Zona đã bị hạ gục ngay sau đó. Đúng lúc này thì Son Goku mang tinh linh tới, cậu biết chuyện Eos sẽ xóa sổ nhiều dòng thời gian khác nhau, nên đã cầu xin ả ta dừng việc này lại, và nếu không dừng lại thì bắt buộc phải va nhau thôi. Goku lao tới tấn công ả ta, với tốc độ của bản năng vô cực mà chưa thể chạm vào Eos, chứng tỏ ả rất mạnh, Kazot bắn tốc độ né tránh các đòn ki dễ dàng. Đó là cái bẫy mà Eos tạo ra, đã đến lúc này phải kết thúc trận chiến. Goku dịch chuyển tức thời rồi tung đòn Kamehameha, điều này khiến không gian Eos tạo ra bị phá vỡ. Cô ta khá tức giận và muốn tiêu diệt Goku ngay lúc này. Ở đâu đó tại Bình Dương, chúa quỷ Goba Chizo đã bị hạ sát. Kẻ làm điều đó chính là Demiza, sau đó hắn cũng hấp thụ toàn bộ năng lượng hắc ám của chúa quỷ. Liệu tên này có mưu đồ ẩn giấu gì đây? Quay trở lại cuộc chiến, Eos đã thật sự nghiêm túc. Bất chợt không gian bị nứt vỡ, một đòn ki khổng lồ được tạo ra, nó ngay lập tức phá hủy nơi này. Vụ nổ khiến Senno Goku cũng như nhiều chiến binh khác phải chú ý tới. Goku may mắn bảo vệ được Kaioshin Noza. Kẻ tấn công vào không gian của Eos đó chính là Demiza. Chiếc hộp chứa các dòng thời gian đã bị hắn trộm được. Demiza đã đợi đủ lâu để hai Kaioshin yếu đi. Bây giờ là lúc hắn sẽ làm bá chủ thời không. Hắn sử dụng quyền năng của chiếc hộp, triệu hồi ác quỷ Omega Senzon. Tên này có chứa ki hắc ám và 7 viên ngọc rồng trên ngực. Hắn gồng cơ nách bộc phát nguồn ki cực lớn, bắn ra đòn ki hủy diệt đầy nguy hiểm. Tuy nhiên hợp thể Gogeta đã tiêu hủy đòn ki này dễ dàng, kẻ anh truy lùng bấy lâu nay đã lộ diện. Chỉ một ngón tay Gogeta đã đủ sức đánh bật hắn, mấy đòn ki cơ bản của Omega Senzon đúng khiến cho cơ thể anh ngứa ngáy thật đấy, do Gogeta nhiễm bản tính khịa. Bẩn của Goku nên thanh niên Omega Senzon tức điên, hắn tạo thêm một đòn ki hủy diệt từ 7 viên ngọc rồng hắc ám. Gogeta tung Big Bang Kamehameha đối chiến với hắn. Và đương nhiên tên này đã bị bay màu trong nốt nhạc, do Kazot đã chống lại Demiza. Vậy nên Kaioshin Eos cũng muốn cùng phe với cậu để đánh bại hắn. Ngoài Omega Senzon, Demiza còn triệu hồi thêm những chiến binh từ chiều không gian khác. Hắn thay đổi môi trường chiến đấu để phù hợp với chúng. Hơn thế còn truyền thêm năng lượng hắc ám khiến chúng ngày càng mạnh. Những ma nhân Bill, khỉ khổng lồ, Sen bọ hung và vô số các phản diện khác. Đến lúc phải kết thúc cuộc chiến một lần và mãi mãi rồi, Demiza bộc phát nguồn ki cực lớn. Super Broly sẽ là đối thủ của Gogeta. Anh dịch chuyển đấm văn bay 600m dính đất. Tên Broly này luôn luôn mất kiểm soát, hắn điên cuồng tấn công Gogeta, cả hai bắn vô số đòn ki đối chiến tạo ra vụ nổ dung chuyển không gian. Phía này, Demiza dễ dàng bón hành cho Eos, thật bất ngờ khi đòn Kamehameha của Goku lại bị hấp thụ bởi sức mạnh hắc ám.
Kazot bật Kaioken gấp 10 lần đối chiến thêm một lần nữa, nhưng tên Demi ra quá mạnh, cậu chưa phải là đối thủ của tên chúa quỷ, nhân cơ hội Demi ra mất tập trung. Eos sử dụng nhà giam vĩnh hằng để đông cứng hắn ta, tuy nhiên mọi chuyện đâu dễ ăn như vậy, cái nhà giam nhanh chóng bị hắn giải trừ. Thứ sức mạnh này đã quá khủng khiếp, liệu ai có thể ngăn chặn hắn đây? Demi ra giải phóng sức mạnh nguyên thủy, đây chính là hình dạng chúa quỷ của hắn. Goku lao tới tấn công nhưng chẳng xi nhê gì với hắn cả. Ở bên này, Yamcha và Loli đã tạo một đòn tấn công kết hợp cực kỳ ảo ma, nó tạo thành từ ki của anh và băng tuyết của Loli, ấy thế khi rơi chúng vào người của tên lùn này. Hắn đã bị hạ gục, ảo thật đấy. Quay trở lại diễn biến chính, Son Goku đã bị trọng thương, may mắn thay Vegeta đã tới kịp lúc hỗ trợ. Noza vừa nghĩ ra được kế hoạch, cô liên kết tinh thần với Eos, nói rằng hãy đánh lạc hướng Demiza. Phía này, Trunks bị các phản diện dồn đến đường cùng. Cậu được Future Gohan cứu giúp, nhìn bóng lưng ấy khiến cậu nhớ về anh Gohan ở dòng thời gian của mình. Hai người động viên lẫn nhau, nhất định sẽ đánh bại được toàn bộ lũ ác nhân này, trở lại cuộc chiến chính. Kaioshin Eos cố áp chế Demi ra nhằm câu thời gian cho nhóm Goku, tuy nhiên hắn dễ dàng phá hủy sức mạnh áp chế của cô, chuẩn bị đi đời thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Anh chính là Vegito, thì ra kế hoạch của thiên sứ Noza là để cho Goku và Vegeta hợp thể với nhau. Để xem kẻ nào mới là kẻ mạnh nhất vũ trụ đây, Vegito ném Demi ra bay 30 mét dính đất. Không chần chừ, Vegito gồng cơ nách thích cơ mông, anh sẽ diệt trừ Demi ra ngay tại đây. Demi ra ăn trọn đòn Final Kameha tất sát. Đúng lúc này thì hợp thể cũng bị tách rời, ngỡ đã kết thúc nhưng bất chợt Vegeta bị đánh bay. Demi ra vẫn còn sống sót sau đòn tất sát đó sao? Hơn thế, hắn sử dụng toàn bộ năng lượng từ chiếc hộp để tiến hóa lên hình thái tối thượng. Demi ra tạo quả cầu năng lượng khổng lồ, cả thế giới hư không này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu đòn tấn công giáng xuống, không còn cách nào khác. Goku đánh phải đối chiến với hắn mặc dù sức lực đã cạn kiệt, chỉ mình cậu thôi thì không đủ. Tuy nhiên Future Gohan đã bay đến trợ giúp. Anh cũng muốn trở thành người đồng đội của bố, nhiều chiến binh đến chiến đầu với những ác nhân. Kaioshin Noza bắp sức mạnh cho Gohan và Goku, tên Demi ra thậm chí còn chưa tung toàn bộ sức mạnh. Hắn vẫn muốn chơi đùa với Goku và không thể ngờ được khi ba đốc cũng xuất hiện. Một khung hình có cả ba thế hệ sát cánh bên nhau, sức mạnh tình bạn cộng ao ra nhân vật chính đã bắp năng lượng cho đòn Kamehame lên cực hạn. Họ đẩy lùi quả cầu năng lượng hắc ám và tiêu diệt tên chúa quỷ Demiza. Cuộc chiến này cuối cùng đã kết thúc, Goku và đồng đội đã được hồi phục lại vết thương. Mặc dù đại hội võ thuật liên không thời gian vẫn diễn ra nhưng cuộc chiến giờ đây không còn phải đánh bằng cả tính mạng để đổi lấy sự sống nữa. Cả hai Son Goku ở dòng thời gian khác nhau đều tiếp tục cuộc chiến giao hưu của mình, rung chấn từ những cú đấm tạo ra thật khủng khiếp, phá vỡ mọi thứ xung quanh. Seno Goku dịch chuyển tới tung Kamehameha, tuy nhiên Goku đã né được nó. Sức mạnh của siêu Saiyan 4 quả thật không thể xem thường, nó hoàn toàn có thể đánh ngang cơ với bản năng vô cực. Cuộc chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm vẫn chưa phân thắng bại. Đây sẽ là đòn tất sát mà cả hai dành cho nhau, va chạm xảy ra. Và phần thắng đã nghiêng về Goku bản năng vô cực khi cậu đã đấm trúng mỏ Seno Goku. Như vậy chúng ta đã biết kẻ nào mạnh hơn rồi đúng không? Cuộc chiến chống lại chúa quỷ Demiza đã kết thúc rồi. Các bạn có muốn xem những phần tiếp theo của 7 viên ngọc rồng không nhỉ? Hãy nhanh tay like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!